2019, Tòa án nhân dân huyện Văn Quan và tòa xét xử vụ án hành chính về việc thiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và yêu cầu bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây ra. Những người khởi kiện là ông Tạ Vương Anh Tuấn và người thực hiện là trưởng công an huyện Văn Quan. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa, mời tất cả người trong phòng xét xử ngồi xuống. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi sẽ công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, yêu cầu hai bên xử vụ án. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, tòa án nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, số 1, Văn Quan ngày 16/5/2019, quyết định đưa vụ án ra xét xử, căn cứ vào các điều 38, 130, 131 và 136 của luật tố tụng hành chính. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm xử lý số 1 ngày 25/2/2019, quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về điều kiện quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông. Giữa người khởi kiện là ông Tạ Vương Anh Tuấn, sinh năm 1964, địa chỉ thôn Lạ Dốc, xã Do Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Người thực hiện trở về Nam huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ Phố Đức, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Thời gian nộp kết quả 8/12/5/2019. Địa điểm nộp kết quả trụ sở tòa án nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Vụ án được xét xử công khai. Để kết quả tiếp tục yêu cầu thư ký báo cáo về sự kiện thành phần những người tham gia tổ chức sự kiện và sự phạt lần này. Thank you.
mời người đại diện hợp pháp đại diện thẩm quyền của công an huyện Đăng Quang. Ông cho hội đồng xét xử biết họ và tên. Tôi là Hồ Văn Cường, cá phó trưởng công an huyện Đăng Quang. Ông sinh năm bao nhiêu? Tôi sinh năm 1969. Trong vụ án này thì tòa án chỉ triệu tập hai bên đương sự là người khởi kiện và người thực hiện. Trong quá trình giải quyết vụ án thì sở công an huyện Đăng Quang đã có văn bản ủy quyền cho ông Hồ Văn Bảo tham gia tố tụng.